Rồi chúng ta tiếp tục với cái mã đề 0010. Cái mã đề 0010, bài của chúng ta cũng là một bài tương đối là đơn giản, chứ không có cái gì là phức tạp. Nó lại, chúng ta lại gặp cái trường hợp là gì? Trụ phía trên, phải không? Trụ phía trên và cái cung trụ phía dưới, phải không nào? À, thì chúng ta quan sát qua cái đối tượng 3D cho cái bài này. Rồi, thấy chưa nào? Chúng ta quan sát ở đây. À, bài này thì không quá phức tạp, nó cũng giống như cái bài số 9, đúng không nào? Đơn giản thôi. Ở trong cái 10 cái bài đầu tiên ấy, 10 cái bài đầu tiên thì chỉ có cái bài số 5 là bài nó phức tạp một chút hơn so với tất cả những cái bài còn lại. À, đúng không nào? Đây, chúng ta quan sát. Đó là chúng ta quan sát mới mô hình cung dây của nó. Quan sát mô hình cung dây của nó. Này. À, để chưa nào? Dạng đầy đủ. Và cái giao tuyến của mình cũng chỉ có nằm trên vị trí chỗ này. Ha, có nằm trên vị trí chỗ này. Được chưa? Có nằm trên vị trí chỗ này. Dễ dàng chúng ta lấy được hình chiếu đứng của nó, khá đơn giản. Hiểu không nào? Rồi, chúng ta lấy hình chiếu bằng của nó. Được chưa nào? Đấy, và ở đây chúng ta sẽ thực hiện trên hình chiếu cạnh đây, được chưa? Đấy, và giao tuyến của chúng ta nằm trên vị trí chỗ này. Đấy, chúng ta trở lại với bài kia. Rồi, bài này như vậy người ta yêu cầu chúng ta hình cắt đứng, hình chiếu bằng, hình cắt cạnh kết hợp, hình chiếu cạnh kết hợp hình cắt cạnh, đó nào? Đấy, chúng ta lấy nó ra, đó nào? Cứ lấy hình chiếu bằng trước. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. Rồi, như vậy chúng ta thấy ở đây. Rồi, bây giờ nếu như người ta yêu cầu chúng ta thực hiện hình cắt đứng thì theo các em hình chiếu đứng này thay đổi thế nào? Các em cùng quan sát đi, cùng quan sát và đưa ra hướng đi. Nào, cùng quan sát, cùng đưa ra hướng đi. Hình cắt đứng nào. Nào. Thay đổi thế nào? Mấy cái đường nét khuất thành đường nét liền, thầy ơi. Rồi, còn có gì thay đổi nữa không? Có gì thay đổi nữa không? Có gì thay đổi được không? Em nghĩ là dạ không thầy ơi. Và mặt cắt mình sẽ thể hiện ở đâu? Mặt cắt thể hiện hai bên cái phi hàng hai là có nghĩa là vùng này và vùng này, đúng không? Dạ. Đúng không các em? Một số em khác nào? Dạ đúng rồi thầy. Đúng chưa? Đúng rồi thầy. Rồi. Dạ. Nha, bây giờ tôi thể hiện luôn bằng phần mềm nha. À, tôi thể hiện luôn bằng phần mềm. Như vậy nếu như người ta yêu cầu là chúng ta phải hình cắt đứng thì rõ ràng mình sẽ sử dụng một mặt phẳng ở đây. Mặt cắt, một mặt cắt của chúng ta nằm trên vị trí chính giữa, nằm đây. Đúng không? Tôi lấy đi phần này. Tôi lấy đi phần này. Và tôi quan sát đến đây thì tất cả những cái nét đường thấy này, đường khuất này sẽ trở thành đường đường thấy. Đây. Đây, được chưa nào? Đường cắt này sẽ thành đường đường thấy. Đối với hình cắt toàn phần thì tôi được phép bỏ qua thằng này. Đúng chưa? Rồi, à, nó đi. Được phép bỏ qua thằng này. Đối với hình cắt toàn phần. Được chưa? Rồi. À, tôi biểu thị nó đường tâm. Tôi biểu thị nó đường tâm. Rồi. Thì đấy chính là hình cắt đứng. Rồi bây giờ hình chiếu bằng, rồi chúng ta có đây rồi. Phải không nào? Rồi hình cắt cạnh nào? Hình cắt cạnh kết hợp hình chiếu cạnh này.
thì chúng ta quan sát xem, nếu như hình các cạnh kết hợp hình chiếu cạnh thì cái này thay đổi thế nào. Cái này thay đổi thế nào? Nét đứt giữa bên phải thành nét bên phải. Tất cả cái nét đứt này à? Tất cả cái nét đứt này hay sao? Chỉ có nét đứt của cái bên mé bên tay phải cái này. Như vậy là bị chi trục cái này đúng không? Dạ. Một cái rồi. Này đúng không? Dạ. Và cái này đúng không? Dạ. Chứ còn cái này? Dạ. Cái này bỏ. Cái đó mất ạ. Tại sao mất? Tại sao nó không thành nét nét liền hay là một nửa nét liền? Tại sao? Tại cái đó là cái chiều cao của 32 là cái đường đó là đường cái hình chiếu cắt nó không có cắt qua được thề. Rồi, là vị trí chỗ này đúng, chính là cái đường này đúng không các em? À. Rồi. Thì thứ nhất là vị trí chỗ này là mình cắt phần tư thì mình chỉ cắt đến vị trí chỗ lỗ này để biểu thị cái chiều sâu của lỗ này đúng không? Dạ. À, và vị trí của cái giảm này đúng không? Thì cái thằng này nó nằm ở phía đường sau. Thì mình giống như trong lý thuyết mình đã nói, trong trường hợp này thì mình được phép là gì? Bỏ đi. Bỏ qua nó. Phải không nào? À, được chưa? Như vậy còn những vị trí chỗ này thì thay đổi thế nào nữa? Đối với những đường đó là đối với những đường đường khuất, còn những đường thấy nào? Còn những đường thấy nào? Còn những đường thấy nào? Cái giao tuyến của cái cung tròn phía bên phải là thành nét liền như thế này. Cái này thì thành nét liền rồi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ ý thầy hỏi là những đường ngoài cái sự thay đổi của đường khuất đó, còn đường thấy có sự thay đổi gì không? Đường nào biến mất hay là biến mất một phần? Có cái đường thấy ở trên ở giữa này mất luôn, mất một phần ở đây, ở dưới đây đúng không? Dạ. Cái này mất đi nửa. Mấy phần? Một nửa đúng không? Đường này chính là mất đi một nửa trên vị trí, vì chỗ này mình cắt chỗ này rồi còn gì nữa đúng không? Dạ. Vậy thì đường này còn không? Mất luôn. Đường này còn không? Mất luôn. À, đấy, chúng ta phải xác định thật nhanh cái vị trí chỗ đó nha. Giờ thầy làm lại bên này. Đây. Đây, bây giờ này. Bây giờ chúng ta thể hiện nha, thầy làm lại luôn bên này, bằng phần mềm luôn. Đấy, và thầy cắt vào vị trí chính giữa của nó, đến vị trí của đường này. Đấy, được chưa? Rồi, và sau đó mình được phép bỏ qua hàng này, bỏ qua mình nữa này. Đấy. Và chúng ta biểu thị lại trên vị trí đường tâm. Được chưa các em? Đúng chưa? Rồi. Rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện ghi kích thước để cho nó có không gian ghi. Thầy tạm thời để bỏ qua hai hàng này. À, ghi kích thước.
Rồi, ký tiếp theo bề rộng. Chưa? Vị trí chỗ này. Rồi. Đấy. Đấy, được chưa? Thì chúng ta cùng kiểm tra lại nhé, cùng kiểm tra lại nó và quan sát nó trên cái hình chiếu 3D. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta xem trên hình chiếu đứng. Trên hình cắt đứng nha, trên hình cắt đứng. Rồi, thì chúng ta cắt 1/2 trên cái hình cắt đứng, phải không nào? À, cắt đứng để biểu thị hình cắt đứng. Đây, đây mặt phẳng của chúng ta đây. Đấy, được chưa? Như vậy chúng ta có ở đây. Thì như vậy chúng ta lùi đây thì chính là vị trí mặt cắt mình cắt qua. Các em quan sát rõ không nhỉ? Rõ không các em? Rõ. Đấy. Có. Được chưa nào? Đây khối trụ của mình bị cắt đi một nửa đúng không nào? Cùng này. Đấy, nhớ nhé. Đấy, thì đây chính là hình cắt đứng. Rồi, bây giờ chúng ta có hình cắt cạnh nè. Hình cắt cạnh kết hợp hình chiếu cạnh. Hình cắt hợp kết hợp hình chiếu cạnh. Rồi, chúng ta lấy đi một nửa của thằng này. Cái mặt phẳng cho hình chiếu cạnh trên vị trí chỗ này thầy khi mà thầy về thể hiện cái đối tượng này thì cái mặt phẳng ở giữa trên vị trí chỗ này thì nó bị ở đây, đây thầy sẽ cắt chỗ này, cắt bằng cái thằng này đi. Tại vì khi mà lúc mà vẽ lúc ban đầu thì cắt suốt trên vị trí chỗ này xuống. Đây. Và chúng ta quan sát trên vị trí chỗ này thì chúng ta thấy được đường này. Đây. Được chưa? Chính là vị trí cho cái hình chiếu cạnh kết hợp hình cắt cạnh, phải không nào? Thì cái phần mặt cắt của mình trên vị trí chỗ này, được chưa các em? Các em quan sát rõ không nhỉ? Đây. Rõ các em. Đây. Được chưa nào? Đây. Thì update lại vị trí thằng này. Rồi. Đây. Đây. Thì đây chính là cái bài hoàn thiện cho cái mã đề 010